thiền và thở. Vì sao bệnh viện mở ra càng ngày càng nhiều mà lúc nào cũng quá tải? Vì sao con người bây giờ tiện nghi dồi dào mà đau ốm triền miên? Vì sao bệnh nhiễm gia tăng và bệnh do hành vi lối sống ngày một phát triển, trong khi khoa học y học tiến như vũ bão? Rõ ràng, sức khỏe không phải là chuyện của y tế. Sức khỏe là chuyện của mỗi người, của mọi người. Đời sống càng tiện nghi, nhu cầu vật chất càng được thỏa mãn, thì con người càng xa lạ với tự nhiên, với chính mình. Stress chính là nguyên nhân của 60-90% bệnh lý người ta đến bác sĩ. Mà bác sĩ chỉ chữa được cái đau, chứ không chữa được cái khổ, chữa được cái bệnh, chứ không chữa được cái hoạn. Thiền có thể góp phần giải quyết căn cơ. Nhưng thiền là gì? Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Circle Voice, kênh chia sẻ kiến thức qua những cuốn sách hay, những câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống. Hơn 2.500 năm trước, Đức Phật bảo đừng vội tin, cứ đến nếm thử đi rồi biết. Đến và nếm thử, đến và thực hành. Làm đi, đừng nói nữa, đừng lý luận nữa. Nếm thử là cảm nhận, phải tự mình cảm nhận, tự mình thử nghiệm để cảm nhận, không thể nhờ ai khác. Hãy bắt đầu từ việc đơn giản nhất và cốt lõi nhất, đó là thở, và là thở bụng. Ô hay, thở phải bằng ngực chứ, phổi nằm ở ngực cơ mà. Phổi nằm ở ngực, nhưng thở nằm ở bụng. Cứ nhìn một em bé đang ngủ say mà xem, chỉ có cái bụng là phình lên xẹp xuống, còn cái ngực thì êm re. Thật vậy, khi cái ngực mà khò khè, mà co cử thì đã bị bệnh rồi. Nói khác đi, cách thở sinh lý, thở thiên nhiên, thở bình thường nhất chính là thở bụng. Người khỏe thì luôn thở bụng, nên thở bụng làm cho ta khỏe. Các phương pháp khí công, dưỡng sinh, yoga, thiền đều bắt đầu bằng tập thở bụng. Tại sao phải tập? Bởi không biết từ lúc nào con người lại xa rời cái nguồn gốc tự nhiên của mình, bày ra thở ngực. Cũng như thay vì ăn những thức ăn lành mạnh sẵn có trong thiên nhiên, thì bày đặt chế biến đủ kiểu cho nó hư đi. Do vậy, thở phải được rèn tập trở lại. Về sinh lý, cơ hô hấp chính của ta là cơ hoành, cơ vắt ngang giữa bụng và ngực, chứ không phải cơ gian sườn hay cơ cổ. Khi các cơ quan sườn, cơ cổ mà ráng sức phi pho thì đã bệnh rồi. Có một sự nhất quán xuyên suốt trong lời dạy thiền định của Phật, từ tứ niệm xứ tới thân hành niệm, rồi nhập tức xuất tức niệm, đó là thở. Thở vào thì biết thở vào, thở ra thì biết thở ra, thở vào dài thì biết thở vào dài, thở ra ngắn thì biết thở ra ngắn. Tóm lại là luôn quan sát hơi thở, đặt niệm vào hơi thở. Chỉ có vậy, nhưng khi đọc câu thở vào thì biết thở vào, thở ra thì biết thở ra, có thể gây nhầm lẫn, bởi ai mà chả biết thở cơ chứ. Thế nhưng ở đây không phải là biết thở, mà là nhận thức được, ý thức rõ, cảm nhận được cái sự thở, cái hơi thở đang đi vào và đang đi ra kia kìa, đó mới là điều cốt lõi. Nhận thức, ý thức, cảm nhận, ấy chính là niệm, là quan sát, suy tưởng về sự thở, về hơi thở. Nhờ đó mà một mặt ta giải thoát tâm ta khỏi những vướng mắc lăng xăng, một mặt ta nhận ra ý nghĩa cuộc sống và từ đó buông bỏ bao nỗi lo toan, sợ hãi của kiếp nhân sinh, để có cuộc sống có sức khỏe và hạnh phúc. Vậy tại sao phải quan sát hơi thở? Quan sát hơi thở thì có gì hay? Sao lại không chọn các đối tượng khác để quan sát? Thật ra thì quan sát cái gì cũng được cả, bởi tất cả đều là pháp. Nhất thiết pháp, giai thị Phật pháp, nhưng quan sát hơi thở thì có điều kiện để thấy ngũ uẩn giai không hơn, tức thấy vô ngã hơn. Vô ngã ở đây không còn là một ý niệm, một khái niệm, mà là một trạng thái. Để thấy vô ngã thì tốt nhất là quan sát từ ngã, từ hơi thở là tốt nhất, một đối tượng sẵn có ngay trong bản thân mình. Tim đập cũng lúc nhanh lúc chậm, nhưng khó theo dõi, hoàn toàn ngoài ý muốn, khó can thiệp. Dạ dày thì làm việc âm thầm, khó quan sát, các bộ phận khác cũng vậy, trừ hơi thở. Hơi thở dễ quan sát nhất, vì nó nằm ngay dưới mũi mình, ngay dưới mắt mình, lúc nào cũng phải thở, ở đâu cũng phải thở. Cái hay nữa là quan sát nó thì không ai nhìn thấy, chỉ riêng ta biết với ta thôi. Mỗi phút lại phải thở cả chục lần, lúc mau lúc chậm, lúc ngắn lúc dài, lúc phi pho lúc êm dịu,
hơi thở lại rất nhạy với cảm xúc. Trước một cảnh đẹp ta nín thở, lúc lo âu, ta hổn hển, lúc sảng khoái ta lâng lâng, lúc sợ hãi, hồi hộp ta thở nhiều kiểu khác nhau, muôn hình vạn trạng. Và nhờ đó mà thấy vô thường, nhờ đó mà ta quan sát được cái tâm ta. Thở cũng gắn với các hoạt động cơ bắp. Khi mệt, ta mệt bởi hơi tai, mệt đứt hơi, mệt hết hơi. Khi khỏe, ta thở nhẹ nhàng sảng khoái. Nhờ đó mà ta đã quan sát được cái thân ta. Rõ ràng, chỉ có hơi thở mới là một sợi dây nhạy cảm buộc vào thân vào tâm, là cái cầu nối giữa thân và tâm. Không chỉ thế, thở còn vừa là ý thức, vừa là vô thức. Như không cần ta, như ở ngoài ta, như không có ta. Quan sát thở, ta còn có dịp đào sâu xuống, vô thức. Ta thấy thở gắn với sự sống chết của kiếp người. Còn sống là còn thở, chết là hết thở, là tắt thở, là ngừng thở. Để ý một chút, ta sẽ thấy đời người thực ra chỉ là một hơi thở. Khi chào đời, em bé khóc thét lên một tiếng thật to để hít mạnh không khí vào phổi. Để rồi khi lìa đời, cụ già lại thở hắt ra một cái, trả lại cho đời tất cả những gì mình đã vay mượn. Giữa hai lần thở vào thở ra đó là những đợt thở lăn tăn như những làn sóng nhỏ, mà nối kết các làn sóng nhỏ lăn tăn đó lại với nhau, ta có cuộc trông chơi trong cõi ta bà. Mỗi hơi thở vào ra trung bình khoảng 5 đến 10 giây. Mỗi giây trong cơ thể con người đã có hàng trăm triệu tế bào hồng cầu bị hủy diệt và hàng trăm triệu hồng cầu khác được sản sinh. Quan sát hơi thở, do đó ta thấy được sự sinh diệt. Thở có thể làm chuyển biến tâm trạng ta, chuyển hóa cảm xúc ta, cả hành vi ta nữa. Đang sôi giận mà kịp nhớ lại, quan sát sự thở của mình thấy nó phập phiêu kỳ cục, tức cười, bèn quên giận mà hơi thở được điều hòa trở lại lúc nào không hay. Điểm hưng phấn trên vỏ não đã bị dịch chuyển. Nói khác đi, ta có thể dùng cách quan sát hơi thở để tự kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình trong dĩ vãng hay tương lai. Bởi vì thở là thở trong hiện tại, ở đây và bây giờ. Giận dữ, lo âu, sợ hãi tiêu tốn nhiều năng lượng, cho nên những lúc đó ta dễ cảm thấy kiệt sức. Ngủ là một cách giảm tiêu hao năng lượng, nhưng vẫn còn co cơ, còn chim bao. Một đêm ác mộng sẽ thấy uể oải toàn thân khi thức giấc. Thiền giúp tiết giảm tiêu thụ năng lượng một cách đáng kể, còn hơn cả giấc ngủ. Một khi cơ thể giảm tiêu thụ năng lượng thì các tế bào được nghỉ ngơi, nên toàn thân cảm thấy nhẹ nhàng sảng khoái. Trạng thái nhẹ nhàng sảng khoái đó xảy ra trên từng tế bào của cơ thể. Một cảm giác lâng lâng dễ chịu toàn thân của người hành thiền, phải chăng đó chính là trạng thái hỷ lạc? Phổi như một cái máy bơm, phình xẹp, để đưa khí vào ra là nhờ có áp suất thay đổi. Khi áp suất âm trong phổi và các phế nang thì khí bên ngoài tự động lùa vào, tuôn vào lấp đầy phổi và các phế nang. Cho đến một lúc lượng khí bên trong đầy dần lên thì chuyển sang áp suất dương, phổi sẽ đẩy khí ra. Có một thời điểm áp suất cân bằng nhau, hay nói cách khác áp suất bằng không, thì khí bên trong cơ thể và bên ngoài vũ trụ chan hòa thành một, không phân biệt. Đó chính là quãng lặng. Quãng lặng đó ở cuối thì thở ra, trước khi thở vào trở lại, thường kéo dài, thông dong, nhẹ nhàng, yên tĩnh, vì không hề tốn năng lượng. Như chim lượn bay, không phải vỗ cánh, như xe ngon trớn chạy ở số không, không tốn nhiên liệu. Trong thiền định, không còn là vấn đề kiểm soát hơi thở nữa, mà hơi thở sẽ tự kiểm soát. Đến một lúc nào đó, khi vào sâu trong thiền định, người hành thiền sẽ không còn cảm nhận mình thở nữa. Hơi thở nhẹ gần như ngưng bặt, an tịnh, hòa tan, tan biến. Những người hành thiền giàu kinh nghiệm cho biết, có thể vào định ngay hơi thở đầu tiên có lẽ nhờ rèn tập mà khoảng lặng ngày càng dài ra. Mênh mông ra như không còn biên giới, như hòa tan vào hư không, lắng động, thanh thoát. Lúc đó không còn ý niệm về không gian, thời gian, về ta, về người. Tiến trình hô hấp vẫn diễn ra sâu trong các tế bào, nhưng ở mức thấp nhất, nhẹ nhàng nhất, tiêu thụ năng lượng tối thiểu và do vậy nhu cầu sản xuất năng lượng không còn đòi hỏi nữa. Các tế bào trong trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng, nghỉ ngơi. Tư thế ngồi thiền tréo chân, kiết già, bán già có rất nhiều lợi ích. Tại sao? Tại vì khi ta đứng, ta đi, các bắp cơ trước của hai chân phải co lại để nâng đỡ cả thân mình.
trong khi các bắp cơ phía sau thì duỗi ra. Lúc ngồi tréo chân ta đã làm cho hoạt động các bắp cơ đổi chiều. Đây là phương pháp đối chứng trị liệu. Khi đi bộ lâu, mỏi chân, ta ngồi xuống, xếp bằng và hít thở một lúc sẽ thấy hai chân bớt mỏi rất nhanh. Cơ nào đã duỗi lâu thì được co lại, cơ nào đã co lâu thì được duỗi ra. Thiền hay yoga do vậy khai thác kỹ thuật này để trị liệu rất có hiệu quả sự mỏi mệt, không kể ngồi theo cách này cũng giúp làm giảm sự tiêu thụ oxy đáng kể. Giữ lưng thẳng đứng cũng là một yêu cầu vô cùng quan trọng trong thiền. Ta sẽ dễ có khuynh hướng chiều theo độ cong tự nhiên của cuộc sống dưới sức nặng của thân thể do trọng lực và nhất là do tuổi tác. Dễ dẫn đến cong vẹo cuộc sống hoặc đau cuộc sống cổ, đau thắt lưng. Ở tuổi trung niên nhiều người đã bị những cơn đau dữ dội đến phát khóc. Đó là những cơn đau cấp tính. Nếu nghỉ ngơi hoàn toàn và uống thuốc đúng cách chừng 10 ngày sẽ khỏi, nhưng không khỏi hẳn, dễ tái phát do tư thế chưa được điều chỉnh. Bởi nguồn gốc sâu xa hơn của đau cuộc sống, đau thắt lưng lại là do cách sống căng thẳng, phải chịu đựng, dồn nén lâu ngày. Cơn đau là tiếng chuông báo động để ta tỉnh ngộ. Một người cúi gầm suốt ngày trước máy vi tính thì sớm muộn cũng bị những hội chứng về cuộc sống. Một người đi chùa lại Phật mà tư thế không đúng thì lâu ngày cũng bị đau cuộc sống như vậy. Nhất là khi đã có tuổi, cuộc sống có khuynh hướng cứng lại, mất đàn hồi, các lớp sụn độn giữa hai đốt sống dễ bị bẹp, có khi xì ra một bên, chèn ép gây đau. Do vậy, giữ lưng thẳng đứng trong lúc ngồi thiền là điều cần thiết. Kết hợp với tập thể dục bụng, có nghĩa là tập cho thắt lưng được dẻo dai, cũng sẽ làm chậm tiến trình lão hóa. Trong thiền, một yếu tố quyết định nữa là sự thả lỏng toàn thân, buông xả toàn thân, mà có người ví như thả trôi theo dòng nước. Thả lỏng toàn thân là cách làm cho toàn thân như rũ xuống, xẹp xuống, bình bồng, không còn căng cứng nữa. Có thể nói cơ thể ta như chỉ gồm có hai phần, thân xác và thân hơi. Thả lỏng là xì cho xẹp cái thân hơi đó mà tiếng Việt ta có một từ rất hay là xả hơi. Khi quá mệt, quá căng thẳng thì ta cần nghỉ xả hơi. Khi đó không một bộ phận nào của cơ thể còn phải căng nữa, phải gồng nữa, kể cả vỏ não. Y học chứng minh tiêu hao năng lượng trong thiền rất thấp, dưới mức chuyển hóa cơ bản, thấp hơn cả khi ngủ. Nhờ vậy mà năng lượng được tích lũy tốt hơn, giúp chữa bệnh hoạn một cách hiệu quả. Cơ thể ta có khoảng 100.000 tỷ tế bào. Mỗi tế bào thực chất là một sinh vật háu ăn, háu làm, háu tiêu thụ oxy nhằm tạo ra năng lượng cho cơ thể hoạt động. Nhưng oxy hóa càng mạnh thì càng tạo thêm các gốc tự do và các chất bã làm cho cơ thể mau mệt mỏi, mau già nua. Giống như một thanh sắt để ngoài nắng gió một thời gian sẽ bị oxy hóa thành rỉ sét ngay. Khi cơ thể có cách nào làm giảm tiêu thụ năng lượng không cần thiết thì các tế bào cũng sẽ được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Khi cơ thể đã chùng xuống, đã giãn cơ, tức giảm tiêu hao năng lượng một cách đáng kể rồi, thì cũng sẽ thấy bớt cần thiết phải cung cấp các dưỡng chất qua thức ăn, bột, đạm, dầu mỡ, vốn là nguồn tạo năng lượng. Ăn ít mà vẫn đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng, thì cơ thể đỡ vất vả, các tế bào đỡ hùng hục làm việc, tinh thần sẽ sảng khoái. Các nghiên cứu trên sinh vật bị nhịn đói vừa phải thấy sống lâu hơn và trẻ lâu hơn. Các nghiên cứu y sinh học cho thấy, các nhà sư có thể làm giảm nhu cầu oxygen đến 40% trong lúc thiền. Lúc đầu các nhà khoa học nghĩ thiền chắc cũng giống như ngủ hay nghỉ ngơi tích cực, nhưng thật ra khác hẳn. Thiền khoảng 30-40 phút thì mức lactate trong động mạch giảm, phenylalanine tăng 20%, giảm các hoạt động hệ giao cảm trên bề mặt da, giảm nhịp tim và hô hấp đáng kể, giảm bị stress, trí nhớ gia tăng đáng kể. Các nghiên cứu về sinh lý học trong thiền vẫn còn đang tiếp tục, nhưng rõ ràng thiền có khả năng làm giảm stress, giảm huyết áp và tạo sự sảng khoái, là yếu tố của sức khỏe, của chất lượng cuộc sống. Thiền ngày càng trở thành một kỹ thuật trị liệu hiệu quả trong y sinh học, nhất là lĩnh vực tâm lý trị liệu, nên đã có nhiều ứng dụng thực tiễn trong y khoa. Nghiên cứu về lâm sàng cho thấy, thiền giúp giảm thời gian nằm viện của bệnh nhân, giảm lo âu, trầm cảm, giảm 50% các triệu chứng tâm thần nói chung. Người hành thiền hơn 5 năm, có tuổi già sinh lý trẻ hơn 12 năm so với người cùng tuổi, dựa trên 3 yếu tố là huyết áp,
khả năng điều tiết nhìn gần của thị giác và khả năng phân biệt của thính giác. Học sinh cấp 2 có thực tập thiền trên 2 tháng, có kết quả học tập tốt hơn, có khả năng tập trung, thói quen làm việc, cải thiện hành vi, giảm xung đột, hung hăng, tự tin hơn, có khả năng hợp tác và có mối quan hệ tốt hơn với người khác. Thiền giúp làm giảm cân, giảm béo phì, giảm nghiện thuốc lá, rượu, các chất ma túy nói chung. Bầu khí quyển chúng ta thở hôm nay, so với cách đây 700 triệu năm, tức là khi có những sinh vật đơn bào đầu tiên trên trái đất, thì cũng chẳng khác biệt. Với người anh em đơn bào đó thì ta cũng đang hút chung một bầu khí, cùng bú chung một núm vú vũ trụ, cùng với muôn loài khác nhau nữa. Các sinh vật cùng chia sẻ một cách bình đẳng, không phân biệt và theo nhu cầu như vậy. Ta hút lấy oxy của không khí, tạo ra khí carbonic, trong khi cây cỏ hút carbonic lại tạo ra oxy. Con thằn lằn, con tắc kè, con rảnh ương cũng phình ra xẹp vào như ta vậy. Bầu khí quyển vẫn không thay đổi, không thêm bớt, nhưng chính con người có thể làm hại môi trường sống của mình mà không hay nếu cứ theo đà hủy diệt sự sống của thiên nhiên và muôn loài trên hành tinh xanh này. Hãy nương tự chính mình, bởi nói cho cùng, ai có thể thở giùm ai? Ai có thể thiền giùm ai? Video đến đây xin được khép lại. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video này có ích, hãy chia sẻ đến ít nhất một người bạn của bạn và ủng hộ Circle Voice bằng cách bấm nút like, đăng ký kênh và nút chuông thông báo để đón xem những video mới nhất của mình. Một lần nữa, cảm ơn và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.